Trong bối cảnh tân sinh viên từ các tỉnh lẻ đổ về thành phố lớn nhập học, các chiêu lừa đảo tinh vi đã bắt đầu xuất hiện. Từ việc yêu cầu đóng học phí qua tin nhắn giả mạo đến những lời mời thuê nhà trọ giá rẻ để chiếm đoạt tiền. Nhiều trường đại học đã phát cảnh báo khẩn, cảnh tỉnh sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất tiền oan. Cụ thể, trên fanpage Trường Đại học Sài Gòn vừa đăng tải thông tin cảnh báo thí sinh về việc một số thí sinh trúng tuyển nhận được tin nhắn yêu cầu đóng lệ phí nhập học năm 2024 với số tiền 6 triệu 953 nghìn đồng kèm theo số tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của tin nhắn đó. Cảnh báo với người học, Trường Đại học Sài Gòn cho biết trường không gửi tin nhắn hay thư điện tử yêu cầu thí sinh phải đóng lệ phí nhập học năm 2024. Thí sinh trúng tuyển chỉ thực hiện việc đóng lệ phí nhập học theo hướng dẫn của nhà trường tại tài khoản cá nhân trên trang http://nhaphoc.sgu.edu.vn từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Theo thông báo của Trường Đại học Sài Gòn, đơn vị này không chủ động gọi, gửi tin nhắn, thư điện tử đến thí sinh trúng tuyển để yêu cầu đóng lệ phí nhập học. Phụ huynh thí sinh vui lòng không thực hiện việc chuyển tiền khi tiếp nhận thông tin yêu cầu đóng lệ phí, học phí từ những kênh thông tin không chính thống, không thuộc quản lý của trường, không có dấu tích xanh. Số tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản ngân hàng nhận chuyển tiền không phải là Trường Đại học Sài Gòn. Trường không yêu cầu thí sinh sinh viên chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Trường cũng không liên hệ bằng số điện thoại, di động cá nhân, không yêu cầu sinh viên tự giải quyết vấn đề với bên thứ ba. Trường đề nghị sinh viên, phụ huynh liên hệ trực tiếp tại các phòng ban chức năng của trường để giải quyết các vấn đề. Thông tin Trường Đại học Sài Gòn nêu rõ. Trước đó, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hiện một số trang giả mạo trang thông tin điện tử của trường với mục đích lừa sinh viên đóng học phí nên đã chủ động thông báo đến tân sinh viên qua các kênh để đề phòng, đồng thời phát cảnh báo. Hiện nay có một số đối tượng không phải là cán bộ, chuyên viên, sinh viên của trường tham gia vào nhóm tư vấn tuyển sinh với những mục đích cá nhân. Vì vậy, trường đại học này khuyến khích các tân sinh viên cần tuyệt đối lưu ý thông tin đóng học phí chỉ được cập nhật tại trang https://tuyensinh.huflix.edu.vn hoặc https://portal.huflix.edu.vn/tra cứu tuyển sinh. Sinh viên không liên hệ các cá nhân để hỏi về số tài khoản, tránh trường hợp chuyển khoản hoặc thanh toán sai địa chỉ. Ngoài ra, một số cá nhân quảng cáo các khóa học tiếng Anh, tin học và công việc đa cấp, sinh viên cũng cần cẩn trọng với những lời mời gọi này, cảnh báo của trường nêu. Ngoài chiêu lừa đóng học phí trực tuyến qua tài khoản cá nhân, tại một số trường đại học còn diễn ra chiêu lừa cho thuê ký túc xá, nhà trọ giá rẻ. Theo đó, các đối tượng dán tờ rơi cho thuê nhà trọ, ký túc xá, giá rẻ tại các khu vực gần trường, trên các trụ điện. Khi sinh viên gọi điện thoại, sẽ có cò lái, người môi giới dẫn đi xem nhà, rồi dụ đặt cọc tiền. Tuy nhiên, khi làm hợp đồng thuê thì không đúng như giới thiệu. Nếu sinh viên không thuê thì sẽ bị mất cọc hoặc bị đòi tiền công giới thiệu dẫn đường. Những chiêu lừa trên cũng diễn ra tại một số trường khác như Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Nên các trường thường xuyên cảnh báo, nhất là thời điểm tân sinh viên lần đầu tiên lên thành phố nhập học. Các chuyên gia lưu ý các tân sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn thủ tục nhập học như thời gian nhập học, hồ sơ cần chuẩn bị khi đến trường làm thủ tục nhập học, đặc biệt là nộp học phí, các lệ phí khác có liên quan. Cần xem các thông tin hướng dẫn chính thống của các trường. Nếu sinh viên muốn chủ động thì cần tìm hiểu kỹ trước khi thuê nhà trọ. Các yếu tố cần ưu tiên khi lựa chọn nhà trọ là an ninh, tốt nhất là gần trường học, tiện nghi sinh hoạt và giá cả hợp lý. Sinh viên nên đến xem trực tiếp nhà trọ trước khi quyết định thuê hay xem clip qua Facebook hay YouTube cho chắc chắn. Bên cạnh đó cần kiểm tra tình trạng phòng, hệ thống điện nước và các tiện ích khác như Wi-Fi, chỗ để xe.